Mới đây, tạp chí kinh doanh nổi tiếng tại Mỹ Forbes đã cho ra mắt danh sách top những tỷ phú giàu nhất ngành tiền mã hóa trong năm 2022, thể hiện mối tương quan chặt chẽ giữa cơ hội và thách thức đối với nỗ lực cống hiến của họ cho một ngành vốn đang còn rất non trẻ, trị giá khoảng 2.000 tỷ USD. Changpeng Zhao, CEO của sàn giao dịch Binance, 65 tỷ USD. Sam Bankman-Fried, CEO của sàn giao dịch FTX, 24 tỷ USD. Brian Armstrong, CEO của sàn giao dịch Coinbase, 6,6 tỷ USD. Gary Wang, nhà đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của FTX, 5,9 tỷ USD. Chris Larson, nhà sáng lập Ripple, 4,3 tỷ USD. Cameron Winklevoss và Tyler Winklevoss là CEO của sàn giao dịch Gemini, 4 tỷ USD mỗi người. Song Chi-hun, nhà sáng lập sàn giao dịch Upbit, 3,7 tỷ USD. Barry Silbert, CEO của quỹ đầu tư Digital Currency Group, 3,2 tỷ USD. Chad Mark Caleb, nhà sáng lập Blockchain Stellar, 2,5 tỷ USD. Nikhil Viswanathan và Joseph Lau là nhà đồng sáng lập Blockchain Alchemy, 2,4 tỷ USD. Devin Finzer và Alex Atala, nhà đồng sáng lập thị trường NFT OpenSea, 2,2 tỷ USD. Brad Esham, nhà đồng sáng lập của sàn giao dịch Coinbase, 2,1 tỷ USD. Kim Hong-nyeon, phó chủ tịch của công ty công nghệ Dumanu, 1,9 tỷ USD. Michael Saylor, CEO của MicroStrategy, 1,6 tỷ USD. Matthew Rosack, nhà đầu tư mạo hiểm, 1,4 tỷ USD. Tim Draper, nhà đầu tư mạo hiểm, 1,2 tỷ USD.